Chào mừng các bạn đến với Bật Mí Hậu Trường VMVC. Hôm nay thì chúng ta sẽ đồng hành cùng với cô ca sĩ họa mi tóc nâu Mỹ Tâm trong 4 ngày và hàng trăm km đường trường để thực hiện MV Đánh Thức Bình Minh. Đây là MV được Mỹ Tâm cực kỳ đầu tư và chăm chút. Đặc biệt hơn nữa, họa mi của chúng ta đã đích thân lấy đến từ kịch bản và trực tiếp làm đạo diễn cho MV của mình. Hãy cùng xem, ở vai trò mới này thì Mỹ Tâm đã làm thế nào để có thể hoàn thiện một MV với những đại cảnh hoành tráng như là Đánh Thức Bình Minh. Các khán giả của MTV Việt Nam, đặc biệt các fan của Mỹ Tâm, xin đừng bỏ lỡ chương trình ngày hôm nay nhé. Xong cái ca khúc Đến Thức Bình Minh với nghệ sĩ Trần Tuấn Anh thì Tâm là nghĩ ra cái ý tưởng để thực hiện cho cái video clip này, bởi vì thứ nhất là nói về xã hội, về một cái sự đùn đẩy của những cái điều mà nó hơi đen tối trong cuộc sống. Trong cây đắng tìm đường giải thoát lấy, ngược lại tôi đi chỉ thấy nước mắt cứ tuôn trào. Cảm nhận của Hải về cái MV này thì là lần đầu tiên Hải quay cái MV mà anh tốn nhiều thời gian như vậy và cũng tốn rất là nhiều công sức của mọi người. Còn lại mình tôi cố sức đâu hằng bản thân bang bang đập tan rơi gian, đập tan rơi gian, đập tan rơi gian. Qua họp với chị Mỹ Tâm đọc kịch bản thì trong nói chung kịch bản đó có nhiều ý tưởng mà rất là sáng tạo và lạ của chị. Mỗi khung hình đều là một cái ý nghĩa riêng và nó mang nhiều cái nói chung là về góc độ quay có thể sẽ là khó khăn và đòi hỏi sự đầu tư của chị cùng với lại anh em trong kiếp, nói chung rất là sự hợp tác với nhau. Hoang mang tôi không muốn đi mãi bơ vơ một mình trong đêm tối, sinh ra tôi mong thế giới đến với tôi mang hy vọng. Khi mà ngồi nói chuyện với Tâm á thì Tâm nói về cái ý, cái cách làm như thế nào để cho cái hóa trang đó, cho nó ok. Và đây là một cái sự thay đổi mới. Tìm lại một ngày thật bình yên trong tôi, để rồi mình tôi cố sức tìm lại bản thân bang bang đập phá rối gian và một ngày bình minh đang. Đầu thì Tâm có mời đạo diễn hình ảnh là anh Nguyễn Nam, nhưng mà cái chuẩn bị đến ngày quay á, thì thời tiết báo là bị áp thấp và phải thay đổi để kịp cái tiến độ ngày quay. Thì lúc đó anh Nguyễn Nam vẫn lại kẹt đến 10 ngày thì mọi người không biết làm thế nào hết, thì mà tất cả mọi thứ đã lên xong hết rồi mà thay đổi người này đổi người kia là không thật sự Tâm rất là bối rối thì không biết phải làm sao. Mà anh Nam là người rất là quan trọng trong cái clip này, bởi vì anh sẽ là đạo diễn hình ảnh, tại vì cái ý tưởng và Tâm có thể đạo diễn được những cái mà mình muốn bởi vì nó cũng nằm trong cái sở trường của mình, nhưng mà về hình ảnh rồi thì Tâm cũng không rành lắm về ánh sáng tất cả mọi thứ, cho nên nó cũng rất là có nhiều cái khó khăn. Thì nhưng mà sau đó thì phải quyết định là phải làm, bởi vì không còn cái thời gian nào nữa mà nếu chờ đợi nữa thì mưa là đến nữa. Cho nên là sau đó thì đoàn vẫn tiếp tục là cái mũi quay của mình. Ok, ok. Hoặc là nè, đây nè, nè cái nè, xong rồi rớt cái đèn bắt xuống đi. Ok. Dạ, 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 thì Nhung với Hải, tại Hải. Dạ. Yeah. Put Nhung over. Phức tạp tí, nó hơi phức tạp và khó, có độ khó nhất định, nên thời gian tập mọi người cũng không được nhiều do lắm, nên lúc mà Hải quay thì cũng không tự tin do lắm. Về cái phần đầu thì động tác có vẻ là tạo cho người ta cảm giác rất là dữ tợn, những động tác rất là dơ dáy. Thank you.
bắt đầu làm đó, thì trong đầu mình vẽ ra một cái ý tưởng nó rất là nhiều thứ luôn. Mình nghĩ cái gì mình cũng nghĩ hết, và mình nghĩ mình làm cái gì mình cũng làm được, nên là mình cứ để cho cái tâm hồn của mình nó thoải mái trong cái việc tưởng tượng, cho đến khi mà bắt đầu vào cái tiếp thì mình mới thấy rằng là cái sự tưởng tượng của mình nó thật sự là nó vượt quá cái sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Nhưng làm sao để mình truyền tải những cái ý tưởng đó một cách mà nó không quá là thực tế, mà nó hơi có gì gọi là ảo chút xíu, thì tâm mới suy nghĩ đến về vấn đề những cái hình ảnh được dùng cái ánh sáng ngược để tạo ra cho một cái không gian nó khác biệt với những cái hình ảnh mà trước đây mà trong clip mình đã làm. Lâu lắm rồi Hồ Khanh mới làm lại cho Tâm một cái makeup mà đậm, mà cũng là lần đầu tiên Tâm lại makeup theo một cái gu khác hẳn. Và khi Tâm đánh cái son mà khi nào màu mận đỏ thì cũng là lạ. Bắt đầu thì hai anh em á thoa cho Tâm lên một tí xíu thì Tâm cảm giác là cũng hơi lạ, nhưng mà Tâm ấy thôi anh cứ mình cứ làm thử coi như thế nào. Thì khi mà makeup hết á thì ra tổng thể thì tất cả các bạn quay phim hay là cả đạo diễn đồ thì cũng nhất trí, và đây là một cái sự cái hình ảnh mới, và Hồ Khanh cũng lúc nào cũng muốn cho Tâm cũng cái sự mới mẻ như vậy. Thì Khanh cũng cố gắng, cái đó là phải đi sưu tầm, hai anh em bàn ý tưởng là Tâm Khanh phải đi sưu tầm cả 2-3 tuần á mới ra được cái màu son đó. Và khi đã làm được thì tất cả mọi người cũng vui, Khanh thì cũng thấy cũng cái điều đó là cái sự thời gian mình bỏ ra cho công việc thì nó không có uổng phí. Tìm lại một ngày thật bình yên trong tôi để xây mình tới cô sức. Vũ và Tuấn là vai chính trong cái clip này. Thì bắt đầu cái việc ngày xuất phát để quay thì mọi người đều tính là ngày 25 đến ngày 27 là xong. Thì khi bắt đầu ngày 25 bắt đầu vào quay thì bữa đó quay trong nhà nên là cũng thoải mái, là không có sợ mưa, lo buổi tối thôi. Thì quay trong ngày tính giờ giấc thì rất là chuẩn rồi, nhưng mà cái là cũng ai cũng tham muốn được có nhiều hình ảnh, nhiều góc hết, nên là làm hoài cho nên nó quá cái giờ của mình đi. Nhưng mà cái đó là cái sự lo lắng của mọi người thôi, cho nên là mình cũng cảm nhận được.